Ngày 22 tháng 10, 2020, Công an huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo, sinh năm 1982, Lê Đại Dương, sinh năm 1984 và Nguyễn Tấn Hưng, sinh năm 1976, cùng ngụ huyện Chợ Lách để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, để có tiền mua ma túy sử dụng, Lê Đại Dương cùng Nguyễn Ngọc Thảo đã rủ nhau đi trộm tài sản, lợi dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Chợ Lách đang trong giai đoạn di dời trụ sở. Không có người trông giữ, cả hai đã lẻn vào đây lấy trộm một mô tua trị giá khoảng 16 triệu đồng. Tuy nhiên do mô tua quá nặng, Thảo và Dương không thể đem ra bên ngoài được, nên cả hai đã rủ thêm Nguyễn Tấn Hưng giúp đem mô tua về nhà Dương cất giấu. Tuy nhiên khi chưa kịp tiêu thụ thì cả ba đã bị Công an huyện Chợ Lách bắt giữ cùng tang vật. Hiện Công an huyện Chợ Lách đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.